khám phá phương pháp dưỡng ẩm tiên tiến, bộ sản phẩm mới Artistry Haravi giúp làm dịu, tươi mới và đem lại sức sống cho da. Nước tinh khiết chất lọc từ vùng vịnh hẹp giọt Na Uy giúp làm dịu da. Khoáng đá muối hồng Himalaya giúp làm tươi mới da. Quả mọng Aca Hawaii giúp da duy trì độ ẩm sâu hơn và lâu hơn, cho làn da mềm mại, mịn màng. Bộ sản phẩm mới Artistry Haravi.